Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 20 tháng 6, mình công khai video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng là rất là nhiều token free nha bạn. Thì bạn nào đã có làm AirGroup này trên dự án thì vào chơi chiến các bạn. Những token free kết hợp với nút nữa các bạn. Thì hiện tại nó đã phân phối các bạn và nó cho mình claim AirGroup các bạn. Thì đối với bạn nào đã làm AirDrop thì bạn bấm dùng một chọn mạng Huobi Coin nha các bạn. Các bạn chọn mạng thêm token nè. Rồi các bạn dán địa chỉ của token Dream còn để dưới phần link mô tả cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào thêm token. Thì các bạn mình đã nhận được rất là nhiều token Dream luôn các bạn. Token hiện tại rất là rẻ nè các bạn. Sau này tăng giá thì các bạn có thể xả nha các bạn. Thì những bạn nào muốn claim thêm thì các bạn bấm vào một trình duyệt nè các bạn. Các bạn bấm vào một cái này. Thì các bạn copy cái link dự án nè các bạn. Các bạn vào claim luôn nè các bạn. Rồi sau khi các bạn dán vào trình duyệt trên với chocolate trên với MetaMask của tất cả các bạn, bạn bấm vào private cùng các bạn. Các bạn bấm vào một AirDrop nè. Các bạn bấm một nhận lấy nè các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn claim 10.000 token ghi nữa nè các bạn. Thì các bạn cần có còn có 9 giờ nữa kết thúc nha các bạn. Đếm ngược để yêu cầu thì còn 9 giờ nữa các bạn vào đây các bạn claim nha các bạn. Thì các bạn cần có một chút phí mạng là Huobi Coin là con HP các bạn. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn cập nhật lại dự án Ri kết hợp giữa nút đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.